Thưa quý vị và các bạn, năm mới đang đến với bao niềm tin và khát vọng mới. Trong thời khắc thiêng liêng, người dân Đắk Lắk chờ đón năm mới Giáp Thìn 2024 với tâm thế vui tươi, gửi gắm nhiều ước vọng về những điều tốt đẹp nhất. Dù còn đó những khó khăn thách thức, nhưng năm 2023, tỉnh Đắk Lắk vẫn là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn được khởi công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đó đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, là quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân trong một năm nhiều thử thách khó khăn. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Song, bằng sự quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ chung sức đồng lòng đưa Đắk Lắk ngày càng phát triển. Với những cái chính sách mới của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi hy vọng rằng sang năm mới là có những cái khởi sắc, cũng như là tình hình kinh tế thế giới cũng có những cái biến đổi có khả năng là đẩy mạnh cái vấn đề kinh tế phát triển. Chúng tôi kỳ vọng rằng sang năm mới cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ khởi sắc hơn. Thì thấy năm nay là người dân ở Đắk Lắk là được trúng mùa trúng giá thì cũng mong muốn sang năm Giáp Thìn sắp tới thì mưa thuận gió hòa để cho mọi người dân được mùa màng bội thu, nói chung là đất nước ngày càng phát triển và thị xã Buôn Hồ ngày càng phát triển hơn. Đắk Lắk chào năm mới Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng mới. Hướng tới 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân đang nỗ lực cao nhất, quyết tâm mạnh mẽ nhất, đoàn kết thi đua xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.